Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho anh em mình sử dụng cơ bản về cục bót GT10 ha. Cái này bót GT10 thì đây thì nó có một số chức năng, nói chung là mình một như một cách số hiệu ứng, mình gắn hiệu ứng cơ bản ha. Thì em sẽ làm cái chia ra từ clip nhỏ để cho anh em mình dễ làm nha. Cái cho nó sử dụng cho dễ. Thì ở đây thì nó cái này thì một cái nút này nó tương ứng một cái một tiếng ha, thì mình có thể đạp một cái là tương ứng một cái tiếng. Thì ở đây thì cái nút này là system, thì cái phần này là cài đặt, nó vô trong đây bao gồm cài đặt màn hình, cái này là chuyển cáp MIDI để mình bắn tiếng qua cái tiếng khác ha. Rồi này ABC thì cũng như là mình cài cái tên mình á, cái tên mình đấy, mình muốn cài gì mình cài đấy. Nhưng mà cái này thì mình muốn cài tên mình thì chút nữa em sẽ chỉ vô bên trong đây. Cái này thì mình không sử dụng đâu, cái này reset thì không nên bấm vô đây nha, bấm đây nó sẽ xóa hết. Cái này là cài cái độ sáng của màn hình nè ha. Đấy. Enter vô đây thì mình có thể tăng giảm cái độ sáng lên, sáng tối. Đấy. Cái này nó cái màu xanh nó hơi chói xíu. Đấy, tiếp tục. Đây. Thì cái chức năng này đây. Đây. Mình cài những cái hiệu ứng cho cái này, mấy cái này tương ứng này 1 2 3 4. Đây. Lay là nó cài hiệu ứng cho cái này sử dụng khi bên ngoài màn hình. Ở đây chúng ta nhảy xuống, ngồi đây rồi tiếp tục. Cái này thì mình cũng không cần sử dụng đâu. Nên phải xin lớp thì bên tân cổ mình không xài à, nên tân cổ mình không xài, tắt đi à, mấy cái này cũng cơ bản thôi. Bây giờ mấy cái này anh em không cần xài. Bây giờ tiếp tục là cái này là công tắc so, này là mình để mình chức năng mình nén tiếng ha. Đây, override này thì mình cũng không xài, cái này là để cho bên tân nhạc. Cái bit 1, cái này là EQ nha, EQ là để mình khi mình chỉnh EQ đây, tần số bass drop. Này là FX1 là mình có thể là mình gán cái hiệu ứng gì vô đây. Đây. Cái này là octave 2, là khi mình gán cái hiệu ứng octave 2 vô đây. FX2 là mình gán octave 2 hay là cái gì như vậy, nó giống hàng này giống nhau, muốn gán gì gán. Này delay là delay là cái này là cái chế độ rồi để trễ, delay trễ. Còn này cho rớt, tiếng cho rớt ha. Đây gờ vọt, này gờ vọt là tiếng vang nè, tiếng ngăn này. Đó, cái phần master này thì mình vô bên trong. Đó, vô bên trong thì nó có nhiều chức năng đây. Đây master đây. Nên anh em mình nên bấm master thì nó sẽ hiển thị ra đây là cái âm lượng của master. Đó, mình cho ra âm lượng nó ra maximum nó tới 200 nha. Thì mình cho ra vừa phải thôi, nhiều quá nó bị sẽ bị nghe tiếng xì. Đây cái này bass, chỉnh bass. Cái này tần số của thằng master nè. Đó, tần số đi ra. Đó, cái này tiếng trung. Cái này trung bass, này trung của trep. Cái này tiếng trep. Đây. Rồi. Mình thoát ra thì bấm mic shift nè. Lưu thì mình bấm drive lưu. Rồi em chỉ cái cơ bản, cái này clip này làm chỉ cơ bản anh em sử dụng nha. Rồi em sẽ kế tiếp em sẽ hướng dẫn cho anh em mình gắn cái hiệu ứng. Khi mình cài tiếng thì mình gắn hiệu ứng cho vô hai cái pedal này, cái CTL1 là 2 ha. Bây giờ em xin phép ngưng đây ha, em sẽ làm video khác.